nhìn về trước nhé. Bé biết điều bạn biết, nhưng chưa chắc bạn biết điều bé biết. Chua và ốc sên, con nào bò chậm hơn? Bảo đảm các bé sẽ trả lời là con rùa bò chậm hơn, tại vì người ta nói chậm như rùa. Con rùa cũng vậy đó, không biết bơi giống cá. Con gì nhã tơ dùng để dệt thành áo? Con tầm. Dạ con nhện. Con bay mà tan tình con nhện. Trong chuyện ba chú heo con vật gì muốn ăn thịt ba chú heo? Con sói. Con gì màu đỏ gáy ò ó ó? Đa số các bé sẽ trả lời là con gà. Con chi con cục. Kéo búa bao, cái nào thắng? Là cái nào cũng thắng, thắng vòng vòng à. Dạ, con nghĩ. Con nghĩ. Con nghĩ. Để thấy được sự vui vui, sự thông minh, thú vị, đáng yêu của các bé, mời các bạn đón xem Nhanh Như Chớp Nhí. Nhanh Như Chớp Nhí. Nhanh Như Chớp Nhí sắp phát sóng trên kênh Giải Trí TV.